chương một đây là đâu nguồn mê truyện audio com editor kiều tiếu bộ truyện trước mình the xin lỗi mọi người căn bản mình thấy có bên khác nhận làm rồi nên mình xin dừng bàn tay chỉ sang phải bàn tay chỉ sang trái bộ truyện này mình đang e biết dở nhưng vẫn tính đăng lên cho mọi người đọc chung hy vọng mọi người sẽ thích nó giống mình kỹ nữ hư hỏng chỉ tắt một cái đã giả bộ hôn mê cô là cái thái gì mà dám vọng tưởng gả cho anh trai tôi cho dù cô có đính hôn với anh ấy đi nữa chu gia chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận cô âm thanh the thé của người con gái vang vọng khắp phòng dưới sự chửi rủa như vậy ngón tay cô gái hôn mê ngã trên nền đất bỗng giật giật sau đó nam tinh mở to mắt cảm giác đầu đau như búa bổ bổ vây lấy cô trong đôi mắt hạnh dần nổi lên một tầng sương mù ánh mắt đảo qua phòng ở có chuyện gì vậy một căn phòng hoàn toàn xa lạ vẫn chưa chết à? sao cô nhớ là mình đã bị nổ chết rồi? đôi tay chống trên mặt đất, cô định đứng dậy, Juni đang hăng say chửi rủa nhận ra cô tỉnh, cười lạnh. thế nào? không giả hôn mê nữa à? chơi tâm nhãn với tôi, cô còn non lắm. Juni đi đôi cao gót bước đến trước mặt Nam Tinh, nâng chân, muốn dẫm lên tay cô, vậy thì cô ta sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn thật sự. chỉ là, giây tiếp theo, một chuỗi thanh âm đau đớn phát ra từ trong miệng Juni ta. À, ầm một tiếng, Chuni bị ném xuống đất, tư thế của hai người nháy mắt đảo ngược, Chuni quỳ rạp trên mặt đất, còn đâu bộ dáng ngăn nắp vênh váo như vừa rồi, giờ đây tóc tai hỗn độn trông có chút chật vật, nam tinh đứng bên cạnh, chiếc giày đế bằng dẫm trên tay Chuni, cô là ai? Chuni không thể tin được, không thể tin rằng nam tinh dám làm thế với cô ta, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại, mỉa mai cười lạnh, nam tinh, cô định giả bộ làm một thịnh thế bạch liên hoa à, cô không biết tôi. Cái lúc mà cô không ngừng quỳ liếm anh tôi, định nọc tặng lễ vật cho tôi nào có gan dùng sắc mặt này đâu. Nam tinh nhíu mày, dưới chân dùng sức, di di đè mạnh, chu ni phát ra tiếng kêu đau đớn, giọng nói của nam tinh có chút khàn, ngữ điệu nhàn nhạt. Tôi hỏi cô là ai? chu ni đau đớn la lên, tôi là chu ni. Là đại tiểu thư chu gia. Là em gái của chu mạc. Nam tinh, tôi nói cho cô biết, cô đối xử với tôi như vậy, anh tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Đi kèm với lời nói của Juni, cảm giác đau đớn trong não nam tinh càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt tái nhật, nam tinh, Juni, chu mạc, nội dung cốt truyện không ngừng nhồi nhét vào đầu cô, qua một lúc, vẻ mặt nam tinh dần có chút phức tạp, cô xuyên vào trong sách. Tiểu kiều thê chớ chọc hỏa, là cái thứ gì, đã vậy còn thành một kẻ thế thân trong quyển sách đó, nam tinh kết thúc hồi ức, mí mắt buông xuống, Juni vẫn đau đớn kêu to, nam tinh, cô dám đối xử với tôi như vậy cô không sợ anh tôi sẽ không cần cô sao bỗng nhiên nam tinh nghiêng nghiêng đầu sợi tóc màu xanh đậm hơi cong từng sợi từng sợi rủ xuống giọng nói lạnh lạnh anh trai cô là cái quái gì vừa nói dứt lời nam tinh nâng tay sờ lên vết sẹo cực nhỏ nơi khóe mắt cảm giác đau đớn vẫn còn nếu như cô nhớ không lầm trước đây nó là một nốt ruồi lệ chỗ này của tôi do cô dùng khói thuốc làm bỏng chuyện này hình như xảy ra vào một tuần trước chu ni thấy trạng thái của nam tinh dần dịu đi cười lạnh một tiếng chỉ cần cô ta còn thích anh trai cô ta sẽ không dám làm gì cô cả lá gan của chu ni to lên không phục là do cô kêu cô không thích nốt ruồi lệ trên mặt tôi giúp cô làm nó biến mất thế nào cô không cảm ơn tôi thì thôi còn có mặt mũi đến tố cáo với anh trai tôi nam tinh nâng tay cầm lấy chiếc di động đang bật sáng trên bàn đùa nghịch trên tay, dùng đầu thuốc làm bỏng, còn muốn tôi phải cảm ơn cô. Đã qua vài ngày rồi mà bên dưới khóe mắt vẫn còn đau, nốt ruồi lệ hồi trước bị đầu thuốc làm bỏng, nhìn không ra dấu vết ban đầu, trên da thịt chỗ đó lộ ra một mảng phấn hồng, vừa nhìn qua chợt có cảm giác như một đóa hoa nhỏ, tại vì da bị bỏng nên không thể có màu sắc như những chỗ da thịt bình thường được, đang nói, cô cúi người ngồi sổng xuống, thanh âm khàng khàng mang theo chút lạnh nhạt. Biết nó đau đến nhường nào không? Chu Ni cười lạnh, ai bảo cô không phản kháng. Vả Phả lại, có đau thế sao? Chỉ là hơi nóng một chút thôi mà. Vừa nói xong, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Chu Ni nghĩ rằng Nam Tinh không còn lời nào để nói. Cô ta đắc ý cười, đột nhiên phát giác. Lực chú ý của Nam Tinh dừng trên ngón tay út của cô ta. Tự hồ thực có hứng thú. Cứ một lát lại gãy ngón tay đó. Bàn tay Chu Ni bị dẫm lên. Không thể nào cựa được. Trong lòng chợt dâng lên dự cảm không tốt giọng nói sốt ruột ngầm có ý cảnh cáo, Nam Tinh, cô muốn làm gì? Nhưng lời nói vừa dứt, tay trái Nam Tinh đột ngột cầm lấy chiếc di động, dây tiếp tay, đôi tay lại buông ra, răng rắc một tiếng, chiếc điện thoại nện xuống ngón tay út của Junita. Âm thanh sắc nhọn kèm theo thống khổ, ngón út hiện ra độ công quỷ dị, gãy rồi, Juni cuộn mình trên đất, đau đớn khiến cô ta thở hỗn hển, cực kỳ chật vật, nam tinh cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại rơi trên đất, sau đó lui về sau hai bước, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh nhạt. Kêu lớn tiếng thế, có đau thế sao? Chỉ bị di động đập vào một cái thôi mà. Ý tứ đáp trả rõ rệt, nói xong, nam tinh cười nhạt, xoay người ra ngoài, nhưng còn chưa tới cửa, cửa phòng đã bị mở ra, căn phòng tối tăm nhất thời bị ánh đèn ngoài hành lang chiếu sáng, ánh sáng hiện lên đột ngột làm cho người ta có chút chói mắt, một giọng nói hờ hững từ cửa vọng lại, mấy người đang làm gì? Đứng ngược sáng, Nam Tinh không thể quan sát được bộ dạng người tới, nhưng vốn té ngã trên nền đất Chu Ni lại nhận ra, cao giọng hét lên. Anh! Cứu mạng! Anh! Cước bộ của Nam Tinh dừng lại, những sợi tóc xanh như tảo biển rủ xuống che khuất biểu tình trên mặt cô, cô cất giọng khàn khàn, khẽ lẩm bẩm một tiếng, Chu Mạc. Sau đó có chút đâm chiêu, bảo tiêu theo sau Chu Mạc nghe được động tĩnh đang muốn tiến vào, nhưng Chu Mạc đi vào trước, cạch một tiếng đóng cửa phòng lại, đoán chắc chuyện này cũng như những lần trước, khả năng cao cô em họ của hắn đang khi dễ vị hôn thê trên danh nghĩa này. Chút chuyện nhỏ này, không cần bảo tiêu nhúng tay, căn phòng lại lâm vào bóng tối, dáng người cao lớn của Chu Mạc từng bước từng bước đi tới, tiếp theo, bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn Chu Ni đang ngã nằm trên mặt đất, còn không đứng lên. Trên mặt Chu Ni giàn dụa nước mắt, đứng dậy đi đến trước mặt Chu Mạc, anh. Cô ta đập gãy ngón út của em vừa khóc vừa lên án, đợi khi Chu Ni đi đến trước mặt Chu Mạc, Chu Mạc ẩn ẩn hiểu được tình huống hiện trường, lông mày cau lại, giọng nói trầm xuống, vì sao Nam Tinh làm vậy? Lý do có rất nhiều, anh muốn nghe người nào nói? Chu Mạc nghe Nam Tinh trả lời, đôi mắt sắc bén nheo lại, mang theo đánh giá, trầm mặt trong chốc lát, chuyện cô bị bỏng tôi đã giáo húng em ấy, cũng đã xin lỗi cô, lúc đó cô còn nói sẽ tha thứ cho em ấy. Ánh mắt Nam Tinh quét qua một vòng, tay trái khoác lên đầu ghế gỗ bên cạnh, chậm rì rì nói, tôi hối hận. Cực kỳ qua loa, lãnh ý trên người chu mạc càng đậm, đêm nay nam tinh chẳng biết bị sao, trông rất khác thường. Cô nghĩ đây là chỗ nào? Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai đấy? Muốn đổi ý thì đổi ý à? Chương 2 Người đàn ông ốm yếu Nguồn Mê truyện audio.com Editor Kiều tiếu mắt hạnh của nam tinh dừng trên người Chu Mạc, Chu Mạc, nam chủ của bộ truyện, tiểu kiều thê chớ chọc hỏa, trong tiểu thuyết, bề ngoài của nam tinh khá giống với người trong lòng Chu Mạc, xui xẻo thế nào mà hai người lại đính hôn, nam tinh cũng trở thành đối tượng đối địch của mọi người, người đàn ông này, sau này sẽ khiến cô đau khổ, nam tinh trầm tư trong chốc lát, từng, hiện tại phải đánh chết hắn, tay trái nắm lấy ghế gỗ, từng bước đi đến trước mặt Chu Mạc, giọng nói chậm rãi của nam. Tinh từ từ cất lên, vậy anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai đấy ánh mắt chu mạc càng thêm sắc bén đồng thời hắn đã nhận ra một tia nguy hiểm nhưng hắn lại muốn xem xem nam tinh này hiện đang tính toán làm gì nam tinh tới trước mặt chu mạc kéo lê ghế gỗ tiếng ma sát chói tai giữa ghế gỗ với sàn nhà vang lên trong nháy mắt không khí trở nên yên tĩnh cánh môi nam tinh hé mở rồi mím lại đã có người mình thích rồi còn dám đính hôn với tôi chỉ vì không dám chống đối mẹ anh anh liền để tất cả hậu quả cho tôi gánh vác chu mạc là anh nợ tôi ngay lúc cô nói xong đã tới khá gần chu mạc âm thanh lạnh lẽo thấu xương thẳng nhiên nói ra ba chữ đi chết đi lời vừa dứt tay trái của cô nhấc chiếc ghế lên bang ghế gỗ trực tiếp nện xuống người chu mạc chu ni ở bên cạnh bị dọa choáng váng chỉ dám kêu loạn a à, cứu mạng điên rồi nam tin cô điên rồi chu mạc phản ứng không kịp Hoàn toàn không dám nghĩ người con gái nhát gan luôn kính cẩn nghe theo lời hắn lại dám cầm ghế gỗ đánh hắn, thế nên cả người chỉ đành phải thừa nhận trọn một đòn này, cả người chu mạc tràn ngập lãnh ý, cắn chặt răng, cô điên rồi. Giọng nói của nam tinh vẫn rất bình tĩnh, điên. Tôi chỉ muốn nói, trước kia anh hành tôi chết đi sống lại, bây giờ tôi sẽ ghế chết anh. Nạo thai sinh non, nhảy lầu, cắt cổ tay, những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đều do người đàn ông này mang lại. Nghĩ như vậy, Nam Tinh xoa xoa ngón tay, đằng sau, bảo tiêu tông cửa vào, Chu Ni ở bên cạnh cao giọng cuốn quýt gào lên, mau bắt Nam Tinh lại. Nhanh lên. Nam Tinh lùi lại phía sau, dừng ở vị trí trước cửa sổ, nhìn bảo tiêu của Chu Mạc muốn nhào tới bắt cô, hiển nhiên, đã không còn cơ hội cô đánh giá lại khối thân thể này, hàm lượng cơ thể rất thấp, sức bật quá yếu, không thích hợp dây dưa tiếp, một tay cô vịn cửa sổ, liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa, Chu Mạc nhận thấy ý đồ của cô, thanh âm tràn ngập lãnh ý, Nam Tinh, cô được lắm. Đôi mắt hạnh của Nam Tinh ẩn chứa lạnh lẽo xa cách, trầm mặt nhìn trong chốc lát, một câu cũng chưa nói, cô xoay lưng, thả người trực tiếp nhảy xuống, nhất thời Chu Mạc chấn động, lập tức bước nhanh về phía cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, không có tiếng trọng vật rơi xuống đất, bóng hình của Nam Tinh đã biến mất không thấy, ánh mắt Chu Mạc tối sầm lại, đứng bên cửa sổ, không biết nghĩ gì. Nam Tinh trực tiếp từ cửa sổ tầng 19 của khách sạn nhảy xuống, nhảy tới tầng 18 thì đột nhiên xuất hiện một vòng cung hoa, vòng cung chứa hoa này có dạng nửa vòng tròn, trên đó phủ kín các loại hoa, chỗ nhô ra này chắc là do nhà thiết kế muốn tạo ra cảnh đẹp tự nhiên cho nên vẫn chưa thiết trí vòng bảo hộ, mà điều khiến Nam Tinh không nghĩ tới là, ở chỗ ngồi bên cạnh ban hoa có một người đàn ông đang đứng, phải biết là, đây là tầng 18. Đang Yên đang lành ai lại đứng ở đường biên? tầng 18 chứ, đợi khi cô từ trên nhảy xuống muốn tránh cũng chẳng kịp, trực tiếp ngã lên người người nọ, cả hai người cùng nhau ngã xuống phía sau bồn hoa, bên dưới vang lên tiếng người đàn ông kêu rên, người đàn ông ở dưới, nam tinh ở trên, xung quanh có hoa có cỏ, vài đóa hoa bị đè bẹp rơi xuống cạnh hai người, mùi nước sát trùng trên người đàn ông lan tỏa, cô chống thân ngẩng đầu lên, nương ánh trăng nhìn rõ bộ dáng của hắn. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của cô, con ngươi không phải màu đen mà là màu xám nhạt, mí mắt của hắn rất nhanh rũ xuống, che đậy đi dáng vẻ tối tăm. Cánh mũi cao thẳng, cánh môi đỏ sẫm như màu thực dược. Hắn rất trắng, trắng theo kiểu trắng bệt của bệnh tật, thân thể gầy, rất dễ dàng thấy được hầu kết, hai mắt hắn nửa đóng lại, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ nhếch, lông mi cong dài chợt run rẩy, trên người hắn mặc trang phục bệnh nhân, bởi vì cô đè ép mà có chút biến dạng, nút thắt ở cổ áo rơi xuống, lăn sang một bên, áo rộng mở, một bông hoa nhỏ màu đỏ rơi trên xương quai xanh của hắn, người so với hoa xinh đẹp hơn nhiều. Đây là một khuôn mặt tuấn Mỹ ưa nhìn, nam tinh nhìn qua một chút, lăn sang. Bên cạnh hắn, đứng dậy, nghĩ nghĩ, vẫn nói, thật xin lỗi. Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, ngoài dự kiến của cô, thân thể của người đàn ông rất cao, sợi tóc trên trán có chút dài che khuất đi mặt mày, dưới bóng đêm không thấy rõ nét mặt của hắn. Tí tách, tí tách, hương vị máu tươi tràn ngập, những giọt máu từ cổ tay của người đàn ông lăn xuống, rơi vào trong bùn đất, tầm mắt của nam tinh di chuyển xuống, nhìn thấy thương tích trên cổ tay hắn, da thịt trắng nõn bệnh trạng càng làm cho những giọt máu kia thêm chói mắt, trên cánh tay, mu bàn tay có rất nhiều vết kim tiêm, xanh tím trải rộng, trong chớp mắt, đôi mắt của cô có chút dao động. Lời nói kêu hắn tự xử lý vết thương tới bên miệng rồi lại nuốt ngược vào trong, nam tinh cao thấp đánh giá. Lại người ta, trang phục bệnh nhân, đứng ở đường biên của tầng 18, trên tay chi chít những vết tim, liên hệ một loạt các yếu tố này, vốn định rời đi, bước chân đột ngột khựng lại, trước hết phải xử lý vết thương cho hắn đã, ý nghĩ này vừa xuất hiện, tay của cô đã giữ chặt lấy cánh tay hắn, người đàn ông ghé mắt, ánh mắt nhìn vào tay vào cô, vẻ mặt theo đó có chút thay đổi, thật kỳ lạ trên người người con gái này không có hương vị khiến hắn buồn nôn. Hắn ngừng một chút, tiến gần cô hơn chút nữa. Ừm, quả thực không có, kết quả là, lại tiến gần hơn, cứ xê dịch như thế, hai người dựa vào nhau rất gần, hắn thoáng xoay người, đôi mắt nửa hiếp, dần dần ghé lại bên tai cô, dừng ở chỗ cổ, nhẹ nhàng ngửi, đối với miệng vết thương đang nhỏ máu kia, tự hồ hắn hoàn toàn không có cảm giác, tất cả lực chú ý đều tập trung lên người con gái đột nhiên xuất hiện này, nam tinh nhìn kỹ vết thương của hắn. Không nghiêm trọng, chắc là lúc hai người té ngã, hắn bị dây mây ở cạnh cứ qua nên bị thương nhẹ, miệng vết thương rất nhỏ, nhưng lượng máu chảy ra lại rất dọa người, hắn tiến lại gần, đập vào mặt là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, làm cho cô muốn nâng tay đem người trong ngực đẩy ra. Cô vừa chạm vào, thân thể người nào đó rõ ràng rung lên, hắn gầy yếu đến mức xương quai xanh và xương cốt đều lộ rõ, bộ dáng tái nhật ốm yếu, khiến cho đôi tay của cô chợt khựng lại, kiểu người bệnh nguy kịch thế này, có chút không hạ thủ được. Cô không có thói quen tiếp xúc gần với người khác như vậy, cũng may thân thể người này lạnh lẽo lại mang theo mùi nước sát trùng, giống như một bình tiêu độc khổ lớn, cô còn có thể chấp nhận được, nam tinh mở miệng, bác sĩ của anh ở đâu? Đứng ở địa phương tất đất tất vàng này, trên người của hắn lại có nhiều lỗ kim như thế, chắc hẳn sẽ có bác sĩ riêng chăm sóc, cô nói xong, nâng tay, tìm một chỗ sạch sẽ trên quần áo của hắn, xé xoẹt một tiếng, dùng vải trắng quấn quanh miệng vết thương. Chương 3 Cô sẽ đến chứ? Nguồn Mê truyện audio com Editor Kiều tiếng đàn ông không nói chuyện trong phòng có người không? Vẫn không nhúc nhích, cô nhịn không được cúi đầu liếc mắt một cái người này không hôn mê đấy chứ, lúc này, khối vải trắng bao quanh miệng vết thương của hắn đã ướt đẫm, máu tươi tí tách theo mảnh vải uống lượng rơi xuống, cô nhìn miệng vết thương không mấy bình thường kia, sau đó nhìn vẻ mặt của hắn, thấy lông mi hắn run run, lại nghe hắn mở miệng, không có bác sĩ, không có ai cả. Cô vương tay, một bàn tay chống ngực hắn, đẩy cái người đang dính lấy mình ra, quay đầu, đi về phía cánh cửa bên cạnh bồn hoa, hoàn toàn không muốn để ý tới người đàn ông này nữa gián vẻ của cô tự nhiên, hệt như đang ở trong nhà mình, bước vào trong phòng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, chiếc thảm lông dê màu trắng, trên đó ngổn ngang mấy quyển sách, trong góc phòng, trên cái bàn trong suốt bằng thủy tinh có bày biện mấy lọ thuốc và chai nước biển mới truyền xong. Cô xem lướt qua tên của các loại thuốc, thuốc an thần, sau đó, nhìn về phía sau, người đàn ông ốm yếu đang nhắm mắt theo đuôi cô đi vào, một bệnh nhân cần phải dùng đến thuốc an thần, đứng ở chỗ nguy hiểm như thế là vì phát bệnh sao, cô rủ mắt, che giấu đi cảm xúc trong đó, mở miệng, đi đây. Nói xong, vòng qua phòng ngủ và phòng khách, tính toán rời đi, đằng sau không có động tĩnh gì, ngay lúc cô sắp mở cửa rời đi, quay đầu nhìn lại một cái, ngọn đèn màu da cam chiếu lên người hắn, trang phục có chút loạn lại bị rách mất một góc, dáng vẻ ốm yếu tái nhật dưới ánh đèn nhìn rõ không sót cái gì, bước chân đang tính rời đi chợt dừng lại, nếu bây giờ rời đi, không biết tại sao nhưng cứ có cảm giác như đang mắc nợ hắn, cô không thích cảm giác này. Nam tinh vòng lại đường cũ, kéo người ngồi xuống. Sofa, gỡ mảnh vải bị máu nhiễm hồng ra, với lấy hộp thuốc trong góc. Hộp thuốc được mở ra, bên trong có đầy đủ các loại thuốc từ cầm máu đến giảm nhiệt, sát trùng, băng bó, chuẩn bị đầy đủ như thể sớm đoán trước được rằng chủ nhân căn phòng này sẽ phải dùng tới nó, cho nên mới đem hộp thuốc đặt ở nơi dễ thấy như vậy, cô xé băng gạt, tiêu độc, thay hắn sát trùng, bôi thuốc, động tác rất nhanh, nhưng chỉ vài phút sau, máu của hắn lại thấm ra bên ngoài, cô khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Máu khó đông. Máu khó đông, nghĩa như tên, nếu trong cơ thể thiếu mất một vài chỉ tiêu nhất định thì một khi bị thương, máu sẽ chảy không ngừng, phần lớn người bệnh mắc bệnh này là vì cơ thể thiếu tiểu cầu, người đàn ông chậm chạp không trả lời, cô nghiêng đầu tìm kiếm trong hòm thuốc, lấy ra một bình xịt, nhìn rõ tên loại thuốc sau đó phun lên miệng vết thương hai cái, cuối cùng, máu ngưng chảy, cô với lấy băng gạt, nhanh chóng băng bó miệng vết thương cho hắn, lúc cô cúi đầu băng bó, người đàn ông nâng mí mắt. Con ngươi sâu kín nhìn người con gái trước mặt. Giọng nói hơi khàn vang lên, quyền tự, tên tôi. Nam tin nghe vậy thì ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, trong não nhanh chóng hiện lên nội dung quyển truyện, bởi vì vẫn chưa nhớ hết toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết này nên cô mới chỉ cảm thấy cái tên này quen tai, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra đây là vị nào, dứt lời, một tiếng mở cửa vang lên, theo đó, trông thấy hai người mặc trang phục y tá bước vào, y tá quan sát vết máu trên sàn, đồng thời thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người con gái, lập tức bối rối, cô là sai. Cô làm gì quyền thiếu gia thế hả? Nam Tinh còn chưa kịp nói gì thì đã thấy người y tá ngựa quen đường cũ, ấn vào nút cảnh báo trên tường, Nam Tinh băng bó xong cánh tay, thắt một chiếc nơ lên trên miệng vết thương, rút tay về, đứng lên, hiện tại cô muốn rời khỏi, kết quả hắn đảo tay nắm chặt lấy cổ tay cô, ngón tay có khớp xương rõ ràng, có chút lạnh lẽo, mặt mày quyền tự bị sợi tóc che khuất, nếu chỉ nhìn hàng lông mi đang rung rung kia thì càng lộ vẻ suy nhược. Cô phải đi. Nam tinh muốn rút tay lại, nhưng dằn co nửa ngày, hắn sống chết không buông, khí lực rất lớn, mi mày cô khẽ động, trông có vẻ ốm yếu nhưng khí lực này không giống lực đạo mà một người đàn ông ốm yếu nên có, cứ thế được một lúc, vệ sĩ đã dàn hàng chặn ngang cửa ra vào, khí thế rào rạc, nhưng chẳng rõ vì sao, đám vệ sĩ áo đen này không ai có gan bước vào phòng ngủ một bước, nam tinh nhìn trận thế như vậy, động tác rút tay về dừng lại. Ánh mắt nặng nề quét một vòng, hình như cô đã xông vào một chỗ. Không nên tới thì phải, không khí dằn co, dần dần trở nên yên tĩnh ngột ngạt, cho đến khi ngoài cửa vọng lại một tiếng vang, một người đàn ông mặc tây trang màu đen từng bước đi tới, sợi tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trên mặt đeo một chiếc kính mắt đen, ánh mắt của đặc trợ Bạch Vũ nhanh chóng đảo qua khung cảnh trong phòng, đương lúc nhìn thấy quyền tự túng cổ tay một cô gái không chịu buông ra, bỗng trố mắt. Chợt nghe được giọng nói khàn khàn cùng ý tứ không kiên nhẫn của quyền tự, có việc, Bạch Vũ mới phục hồi tinh thần, thấp giọng nói, thiếu gia, vị kia nhà họ tống đến đây đôi mắt quyền tự rủ xuống túm chặt cổ tay nam tinh kêu hắn chờ đi bạch vũ lập tức đáp được nói xong rồi bạch vũ lại chậm chạp không rời đi mà cùng với đám vệ sĩ lẳng lặng đứng đợi ở cửa quyền tự nâng mí mắt một đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi cong lên dưới tay hắn dùng sức kéo nam tinh tới trước mặt mình đôi tay này giống như sắt thép muốn tránh cũng tránh không được vẻ ốm yếu bề ngoài một khi bị xé nát trong lúc vô tình sẽ để lộ ra sự lạnh lùng và tàn nhẫn cất giấu bên trong. Cuối cùng, Nam Tinh cũng nhớ ra quyền tự là ai. Nhân vật phản diện bút cuối cùng trong Tiểu Kiều Thê Chớ. Chọc hỏa, quyền tự, lúc 3 tuổi bị một tổ chức phi pháp bắt cóc làm vật thí nghiệm, 2 năm sau được cứu về nhà, thân thể quyền tự bắt đầu xuất hiện vấn đề, rất nhiều năm sau đó đều phải dựa vào thuốc để sống. Trở về không bao lâu, cha mẹ bị tai nạn xe qua đời, chân của anh trai bị đứt, sau một đêm quyền lão gia tử bạc trắng đầu, nhân vật này xuất hiện ở phần sau cuốn tiểu thuyết, tâm tư kính đáo lòng dạ cực sâu, tất cả những khuất nhục mà nam chủ chu mạc phải chịu trong cõi đời này đều do người đàn ông này đem lại, thậm chí thiếu chút nữa thâu tóm được công ty của hắn, tiếc là ngay lúc sắp thành công, quyền tự bệnh nặng qua đời, sau cùng quyền gia bị chu mạc chiếm đoạt, giành được thắng lợi, chuyện xưa. Kết thúc, biết được người đàn ông này là ai, vẻ mặt nam tinh xuất hiện biến hóa thì ra là địch nhân của chu mạc a à, ừm đó là một người tốt suy nghĩ của nam tinh chuyển biến cực nhanh ngay cả chuyện hắn nắm lấy cổ tay mình không chịu buông ra cũng không so đo cho đến khi tiếng nói khàn khàn của quyền tự vang lên đánh vỡ sự yên lặng đang nghĩ cái gì vừa nói hắn vừa kéo người đến trước người mình dưới ngọn đèn khoảng cách giữa hai người cực gần nam tinh đột nhiên nói chú ý chăm sóc thân thể cho tốt mí mắt quyền tự khẽ động, tầm mắt đảo quanh người cô, cô biết tôi. Kiều Tiếu. Anh không biết mà còn túng người ta như thật thế hả? Chương 4. Bị đánh. Nguồn. Mê truyện audio com. Editor. Kiều Tiếu biết một ít, nói xong, cô chỉ y tá đang chờ ở cửa, có cần kêu các cô ấy vào đây khám cho anh không? Từ trước tới nay Nam Tinh vốn chẳng để ý đến chuyện nhà của người khác, nhưng riêng với thân thể của quyền tự cô phá lệ chú ý trợ lý bạch vũ nghe được lời của nam tinh ngoài dự đoán ở chỗ thiếu gia của hắn không có từ chối hắn thử hỏi một câu thiếu gia để tôi kêu các cô ấy vào kiểm tra thân thể cho ngài vào đi lời của quyền tự vừa dứt bạch vũ vẫy vẫy tay hai y tá theo đó tiến vào lấy các thiết bị điện tử từ bên trong ngăn tủ ra gắn vào người quyền tự bắt đầu các bước kiểm tra như thường lệ. Hai cô y tá mang bao tay cao su màu trắng, trang bị quần áo phòng hộ, trên người toát ra mùi nước khử khuẩn nồng nặc, cả quá trình kéo dài hơn 10 phút. Trong lúc đó không gian im phăng phát, chỉ có tiếng tích 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 phát ra từ dụng cụ đo lường. Đợi kiểm tra hoàn tất, y tá đang định mở miệng nói chuyện, kết quả nhìn thấy tình huống trước mắt, sửng sốt, không biết từ lúc nào mà quyền tự đã ngủ rồi. Đáng kinh ngạc hơn chính là, Hắn đang dựa vào một người con gái xa lạ mà ngủ, nam tinh nhìn thoáng qua cái đầu đang dựa vào vai cô, cánh tay túm lấy cổ tay cô, chẳng rõ từ khi nào đã chuyển sang ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào trong lòng hắn, chỉ hận không thể biến cô thành một quả cầu mà ôm lấy. Quyền tự ngủ rất sâu, hô hấp nóng rực phả vào vùng sau cổ, khiến cho da thịt chỗ đó có cảm giác nóng nóng, nam tinh muốn lùi về sau để tìm chỗ dựa. Nhưng vừa mới di chuyển đã cảm thấy lực đạo trên eo càng mạnh tựa như muốn giam cầm cô lại, cô không rõ vì sao mọi chuyện sẽ biến thành thế này, trầm tư trong chốc lát thôi mà mọi chuyện đã trở thành như vậy, trong căn phòng yên tĩnh, ngoài cửa lại xôn xao, một người đàn ông mặc quần áo lòe loẹt, hai tay quơ quơ lão đảo tiến vào, kèm theo một câu, "Bạch Vũ, chú đứng đợi ở cửa làm gì?" "Sao không vào trong?" Vừa dứt lời, Bạch Vũ bày ra cử chỉ lắc đầu với người đàn ông đang muốn nói chuyện bỗng nhiên tống cảnh hiên như phát hiện cái gì ánh mắt chợt sáng ngời sau đó sải bước nhanh vào trong phòng bước về phía sofa hai tay chỉ vào trên sofa khiếp sợ mở miệng thật là con gái nói xong tống cảnh hiên liền hối hận bởi vì hắn vừa mới nhận ra quyền tự đang ôm người con gái này ngủ nhưng sau khi hắn thốt ra câu hỏi đó thì quyền tự đã sâu kín tỉnh lại cả người phát ra mùi vị nguy hiểm cùng lệ khí nồng đậm đôi con ngươi màu xám nhạt tràn ngập tơ máu, tống cảnh hiên lập tức ngậm miệng, lùi về sau hai bước, nam tinh mở miệng, tỉnh. Cô vừa nói vừa chỉ vào cánh tay đang ôm eo cô, cô đưa tay đẩy vai hắn ra, tranh thủ lúc đó cố sức đứng dậy, chú ý chăm sóc sức khỏe cho tốt. Những lời này của cô là thực tâm thực lòng, nói xong rồi thì muốn rời đi, kết quả là, cánh tay lại bị người ôm chặt, lực đạo rất lớn, thanh âm khàng khàng vang lên, phải đi. Ừm ánh mắt quyền tự bị tơ máu đỏ hồng che phủ, ánh mắt kia hệt như giả thú đang ngủ say bất chợt tỉnh giấc, tầm mắt cực kỳ có tính áp bách, y tá đứng bên cạnh cúi đầu, không dám nói một câu, nhưng lực chú ý của vị này hoàn toàn dừng trên người mà hắn đang túng, cô tên gì? Nam Tinh thượng lại một chút, trầm mặt trong giây lát, mở miệng, Nam Tinh. Tống cảnh hiên đứng một bên, nội tâm nhanh chóng chuyển động, còn không biết tên người ta là gì, chật chật chật, thế mà hắn dám ôm người ta ngủ, người nào đó lại hỏi, chúng ta có thể gặp lại không? lời nói cự tuyệt đến bên miệng chợt dừng, nếu là người khác thì cô nhất định sẽ từ chối, nhưng với người này, chỉ cần hắn sống tốt, trong tương lai nhất định sẽ đè chu mạc xuống dưới chân mà chà đạp, thế là lời từ chối biến thành đồng ý, nam tinh đáp lại, từng. Bởi vì câu trả lời này, người nào đó rốt cuộc hài lòng buông lỏng tay cho người rời đi, nam tinh vừa đi, quyền tự một tay chống sofa, bộ dáng mới tỉnh ngủ, nghiêng nghiêng đầu nhìn người đàn ông ăn mặc lòe lòe kia. Sắc mặt tống cảnh hiên thay đổi, trong vị này có vẻ không dễ chọc, hắn giả bộ tiêu sái, muốn ngồi xuống vị trí nam tinh vừa ngồi, cười ha hả thăm dò, quyền lão gia tử đang chờ, chúng ta phải trở về. Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, lông mày người bên cạnh đã khẽ nhướng lên, liếc mắt nhìn hắn, tống cảnh hiên khựng lại, dịch dịch sang chỗ ngồi cạnh đó, giữa hai người để lộ ra một khoảng trống nhất định, thấy quyền tự không có phản ứng gì, hắn cũng dần trấn tĩnh lại, ngã người về phía sau, chú ở tế thành một mình, lão gia tử sợ chú gặp chuyện không may. Nửa ngày sau mới nghe thấy quyền tự đáp mấy chữ, không về. Nam gia, nam tinh mặc bộ áo khoác đen từ ngoài cửa đi vào, bỏ mũ ra, những sợi tóc như hải tảo buông xuống, dáng vẻ xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, ngọn đèn thủy tinh chiếu sáng khắp căn biệt thự, soi chiếu từng ngõ ngách nhìn kỹ trong phòng khách có một thiếu niên đội mũ lưỡi chai đang ngồi cắm tai nghe mặc quần mài rách trang sức bằng vàng trang phục trào lưu thiếu niên nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu liếc nhìn về phía cửa lớn sau đó tháo tai nghe điện thoại ra nhìn qua đồng hồ báo thức đặt trên bàn sắp 12 giờ người thiếu niên này có 6 phần tương tự với nam tinh đôi mắt hạnh trong veo lạnh lùng mày khẽ nhíu để lộ ra vẻ không kiên nhẫn về sau nhớ về nhà sớm Nam Tinh nhìn người thiếu niên, suy nghĩ một chút, mở miệng kêu, "Nam Vũ." Người em trai Nam Vũ là một trong những thành viên của đoàn thể thần tượng đang hot hiện nay, thiếu niên lại cúi đầu chơi trò chơi, lúc nghe thấy Nam Tinh gọi, hắn ngẩng đầu, "Có chuyện gì?" Khi nói chuyện còn mang theo kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới cô sẽ gọi hắn, khi mang thai Nam Tinh, nam mẫu từng bị bắt cóc dẫn tới sinh non nam gia cứ nghĩ đứa trẻ đã chết ba tháng trước mới nhận về giữa hai chị em không thân thiết cho lắm nhất là khi người chị này còn có chút sợ hắn hiện giờ bộ dáng này cứ như thay đổi thành một người khác bởi vì nam vũ trầm tư trong chốc lát nhân vật trong trò chơi nhanh chóng bị quần ẩu chết rồi hắn ném di động lên sofa lại nhìn nam tinh vài lần tiếp đó đôi mắt hạnh của hắn nheo lại kéo mũ lưỡi trai lên như thể muốn nhìn rõ cái gì bị đánh Ngữ khí của hắn không tốt tí nào, nam tinh nâng tay, sờ soạn vết bầm tím trên trán, hắn đứng dậy, từ sofa đi đến trước cửa lớn, dáng người thiếu niên cao gầy, trang sức trên cổ va chạm vào nhau vang lên chuỗi âm thanh đinh đang, giọng nói của nam tinh vẫn thản nhiên, không có việc gì. Nam Vũ, suy một tiếng, câu trả lời ba phải này của chị cũng chẳng khiến cho người đánh chị bị trừng phạt đâu. Nói trong nói ngoài, mang ý tứ châm chọc, nếu như bình thường hắn nói xong mấy lời này chị của hắn sẽ cúi đầu không nói lời nào hệt như hắn đang khi dễ chị ấy, mà mỗi lần nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc kia, hắn trừ bỏ tức giận thì chỉ muốn cười lạnh, con cháu nam gia, người nào cũng có đầu óc, sao lại lòi ra một người không có đầu óc như vậy nhỉ? Chương 5 Nhà chúng ta có rất nhiều tiền, chị biết không? Nguồn Mê truyện audio.com Editor Kiều Tiếu hắn vẫn luôn tự nghĩ, chắc là do mẹ sinh non nên đầu óc của chị bị giữ lại trong bụng mẹ nam tinh nhướng mày quan tâm chị nói xong nam vũ đáp lại bằng một tiếng cười lạnh thay vì để tâm vào mấy điều không đâu này chị nên nghĩ cách để không bị người khác bắt nạt đi dứt lời máy tính trên bàn phòng khách phát ra từng tiếng tích 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 nam vũ lập tức quay đầu bước qua tựa hồ như đang có chuyện khẩn cấp trước khi rời đi bước chân của hắn có dừng một chút hơi nghiêng đầu chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp chỉ để lộ sườn mặt xoái khí nhưng trong trẻo lạnh lùng, nhà chúng ta có rất nhiều tiền, chị biết không? Ừ. Thật không có đầu óc mà, đánh không lại bọn họ còn không biết đường thuê hai người vệ sĩ theo sau. Giọng nói của hắn có chút lạnh nhạt, nếu có người dám chọc giận chị, kêu vệ sĩ kéo người ta đến rừng cây mà đánh một trận. Biện pháp đơn giản như vậy mà chị cũng nghĩ không ra. Dứt lời, trên máy tính xuất hiện một khung chat và biểu tượng rung, rất nhanh hắn đã đến trước mặt bàn, với lấy nô tê bốt trước mặt, quỳ một gối xuống sàn nhà gõ gõ, biểu tình nghiêm túc như gặp phải một chuyện khó giải quyết, câu chuyện cũng bị gián đoạn ở đây, đang gõ, di động phát ra tiếng chuông reo dồn dập, nam vũ có chút không kiên nhẫn nhưng lại không dám không nhận, cuối cùng khẽ trắng môi, bỏ lại máy tính, tay cầm di động chạy nhanh lên lầu, vừa đi vừa nghe điện, đầu bên kia điện thoại truyền. Đến giọng điệu sốt ruột, Nam Vũ, Rốt cuộc cậu đang làm gì thế hả? Cậu đã quên chuyện hôm nay phải phát sóng trực tiếp rồi à, mọi người đều login hết rồi chỉ chờ mỗi cậu thôi, còn không mau lên. Fan của cậu đều đang đợi cậu, nhanh login đi. Nam Vũ bước từng bước lên cầu thang, không tình nguyện lên tiếng, đã biết. Nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất, Nam Vũ vừa đi không lâu, máy tính trên bàn lại phát ra động tĩnh, notebook đặt nghiêng, độ cong vừa vặn, vừa đúng vị trí mà nam tinh có thể nhìn thấy. Cô ngẩng đầu, liếc mắt một cái, trên máy tính chia làm hai vùng lớn, một vùng biểu hiện số hiệu, nền đen chữ đỏ, một vùng khác hiển thị bản đồ dạng lưới, có rất nhiều điểm xanh đang hiện ra trên đó, đây là một trận đấu, độ khó của trận đấu này chỉ dừng ở cấp độ bình thường, chẳng mấy chốc tường lửa sẽ bị phá hư, cao điểm rất nhanh sẽ bị chiếm lĩnh, nhìn chầm chầm một lúc, điểm xanh trên bản đồ dần biến thành màu đỏ, ngay lúc này, trên lầu truyền tới âm thanh trò chuyện, tầm mắt của nam tinh từ trên máy tính rời đi ha 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 trường an a à, cháu thật không tồi không đâu bác trai quá khen rồi đang khi nói chuyện ba nam và lâm trường an một trước một sau đi xuống theo sát sau đó còn có nam phu nhân tức mẹ ruột của nam tinh nam phu nhân cười từ ái nam tinh con đã về vừa nói vừa bước xuống muốn nắm lấy tay nam tinh nam tinh lùi về sau vài bước né tránh động tác của bà mà người đàn ông trên cầu thang tên lâm trường an kia lại do dự mở miệng Vị này chính là người con gái vừa mới tìm lại được của bác trai. Nam Tinh nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn, trong đầu nhanh chóng hiện lên nội dung cuốn tiểu thuyết, tiểu kiều thê chớ chọc hỏa, kỳ thật lúc đầu, ba nam muốn để Nam Tinh đính hôn với Lâm Trường An, nề hà một điều, Lâm Trường An vừa biết Nam Tinh mới từ cô nhi viện trở về, nhất quyết cự tuyệt, chứng mắt, sau khi cự tuyệt, Nam Tinh thế mà lại đính hôn với nam chủ Chu Mạc, chính điều này đã khiến cho ham muốn chiếm hữu của Lâm Trường An nổi lên ngẫu nhiên có một lần, hắn sai người hạ thuốc nam tinh, ý. Đồ muốn phát sinh quan hệ với cô, được nam chủ chu mạc cứu giúp, cộng với nam tinh vốn thích chu mạc từ lâu, sau lần anh hùng cứu mỹ nhân đó hết thảy tấm lòng và tâm ý của cô đều dừng trên người hắn không thể vãn hồi, nam phu nhân đứng bên cạnh, sắc mặt có chút xấu hổ, thấy dáng vẻ nam tinh bài xích bà, trong lòng bà thở dài, hai mắt phím hồng, nam tinh, hồi trước ma ma không cố tình vứt bỏ con. Là khi mang thai con, Mama bị trói dẫn đến sinh non, đến lúc mama tỉnh lại con đã không còn bên cạnh mama nữa. Nam Tinh trầm mặt, không nói lời nào, ba nam nhìn thấy Nam Tinh đang đứng trong phòng khách, nở nụ cười vui mừng, sau đó giới thiệu, "Trường An, vừa hay con làm quen với Nam Tinh một lát đi." Lâm Trường An đứng trên bậc thang, một thân tây trang chỉnh tề, trên mặt đeo cặp kính được nạm vàng, dáng vẻ anh tuấn ôn hòa trong ánh mắt mang theo đánh giá vốn nghĩ đây là người con gái nhát gan tự ti không có chút nổi bật nào trong đám đông không ngờ lại là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này tâm niệm vừa động hắn từ trên cầu thang bước xuống đi đến bên người nam tinh khuôn mặt mỉm cười tôi là lâm trường an bộ dáng anh tuấn phong độ rất có sức hút đối với phái nữ nam tinh chỉ liếc qua một cái thản nhiên gật đầu đã biết sau đó lại mở miệng mọi người cứ trò chuyện tiếp đi nói xong Nam Tinh bước dọc cầu thang đi lên phòng mình, lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Thi thoảng vẫn nghe được tiếng cười nói ở dưới lầu truyền lên, ba nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con bé Nam Tinh này, thiếu quản giáo. Lâm Trường An lắc đầu, săn sóc và rộng lượng, không sao đâu, bác trai. Nam Tinh ngồi dựa vào thành giường, một bên nghỉ tạm, một bên sắp xếp lại toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết chỉ trong chốc lát. Chỗ ban công lộ thiên vang lên chút động tĩnh, cô hơi nghiêng đầu trông ra vì muốn cho căn phòng được thông gió nên cửa sổ chính mở ra biệt thự hai tầng có một cái ban công lộ thiên vừa hay chỉ cách cửa sổ phòng nam tinh một bức tường âm thanh đó rất nhỏ nếu là người khác chắc chắn sẽ xem nhẹ mơ hồ có tiếng điện thoại vọng lại người nói chuyện là lâm trường an hắn nói ra những lời nói vô vị rồi phát ra tiếng cười nhạt nhẽo chú đừng nói gì nữa cái cô nam tinh này làm anh rất kinh ngạc không tồi không tồi đáng tiếc không biết công phu trên giường thế nào nghe được mấy lời đó hoàn toàn không thể tin được người nói là lâm trường an vốn luôn tao nhã tiếng nói vừa dứt phía bên kia điện thoại đáp lại bằng một lời cảnh cáo cô ta đã đính hôn với chu mạc rồi lâm trường an cầm lấy chiếc kính mắt nạm vàng bỏ xuống giọng điệu khinh thường nam gia và chu gia chỉ đang liên hôn mà thôi liên hôn gia tộc thì lấy đâu ra chân ái cho dù anh đây có làm gì cô ta Chu Mạc sẽ vì một người phụ nữ liên hôn mà trở mặt với anh chắc. Lại nói, cô ta chỉ là một đứa con được ôm về từ cô nhi viện, cảm tình với Nam Gia chắc gì đã sâu đậm. Nam Gia và Lâm Gia có một hạng mục quan trọng đang hợp tác, chẳng lẽ Nam Phụ sẽ vì một người đàn bà mà trở mặt với Lâm Gia? Ngôn ngữ tự tin 10 phần, hệt như đã nắm được Nam Tinh rồi vậy, Nam Tinh tựa vào bên cửa sổ, một tay chống má tất cả lời nói của Lâm Trường An đều lọc vào tai cô, cuộc điện thoại này không biết kéo dài bao lâu, câu chuyện trong miệng Lâm Trường An rất nhanh chuyển từ Nam Tinh sang người bạn gái trước của hắn, hắn vừa nói chuyện điện thoại xong, đang định rời khỏi ban công, kết quả vừa quay đầu, phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà Nam Tinh mặc bộ quần áo màu đen đã bưng một chén nước, đứng ở đằng sau hắn. Bất thình lình xuất hiện một bóng người làm hắn sợ tới mức suýt chút nữa đã ném di động từ trên ban công xuống, kiều tiếu thực ra đến chương này mình rất phân vân, không biết nên để là nam phụ, nam phu nhân hay đổi luôn thành ông nam, bà nam. Chương 6 Xin lỗi Nguồn Mê truyện audio com Editor Kiều tiếu mặt hắn thay đổi liên tục, lâm trường đẩy gọng kính, nụ cười kỳ quái dần biến mất, khôi phục lại phong độ vốn có, nam tinh. Đến từ lúc nào thế? Nam tinh cầm cốc thủy tinh, lắc lư, hơi nóng từ trong cốc bốc lên thành từng đợt khí mờ lúc anh nói chuyện với anh em của mình về người bạn gái thứ bảy tên là co co lâm trường an sửng sốt vẻ mặt u ám hắn hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ nói trắng ra như thế cho nên lập tức câm nín qua một lúc lâm trường an sâu kín nói nam Tinh, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn em quen vài người bạn gái cũng dễ hiểu mà đúng không nam tin lắc đầu theo tôi thì việc này chẳng có gì lạ Lâm Trường An nghe thấy câu trả lời của cô, đẩy kính, ánh mắt hắn đảo quanh, tâm tối khó hiểu, quả thật, xinh đẹp, khí chất xa cách thản nhiên này khiến cho người ta liếc mắt một cái, nhất định không thể quên. Theo đó, ánh mắt của hắn nhìn quanh một lần, trên ban công, ngoài hai người bọn họ ra thì không còn người nào khác, hắn an tâm hơn nhiều, từng bước đi đến trước mặt nam tinh, cười nói, ba em từng gửi ảnh chụp của em cho tôi xem, nhưng có vẻ ngoài đời xinh đẹp hơn trên đó khá nhiều nói xong nâng tay muốn cầm lấy tay nam tinh tỏ vẻ thân cận ẩn ý đằng sau câu nói chẳng rõ là uy hiếp hay là khuyên ngăn dùng tiền đồ tương lai của nam gia uy hiếp cô hắn vừa nói vừa tiến lên muốn cầm tay nam tinh ý đồ xúc tiến quan hệ giữa hai người tay vừa vươn ra ào ào nước nóng chảy xuống nước nóng trong cốc thủy tinh của nam tinh đổ hết lên bàn tay hắn lâm trường an biến sắc định rút tay về đáng tiếc chờ đến khi hắn hồi hồn một cốc nước nóng đã hất xuống rồi nước nóng vừa được đun xong nóng tới mức khiến tay hắn đỏ bừng phát ra âm thanh kêu trên thống khổ sắc mặt có chút vặn vẹo khuôn mặt tức giận đỏ rực lên cô làm gì âm điệu rất cao chắc do động tỉnh quá lớn nam vũ từ căn phòng gần nhất đi ra hắn bỏ tai nghe màu đen xuống tựa vào tường nhìn một màn trước mắt một lúc sau ba nam và mẹ nam cũng chạy lên mọi người trong nhà tụ tập đông đủ trong thấy tình cảnh này mẹ nam khẽ nhíu mày nam tin con đang làm gì vậy lời nói trách cứ còn chưa nói xong nam vũ đứng ở một bên lạnh nhạt hỏi muộn thế này rồi hai người còn chưa ngủ khi nói chuyện ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc lâm trường an một cái hơn nửa đêm còn hẹn nam tin ra ngoài ban công người đàn ông này cố tình đứng sáp lại gần nên mới có chuyện bị hắt nước nóng vào tay vừa rồi rống lớn như thế chắc là không chiếm được tiện nghi nên mới thẹn quá hóa giận ba nam không tán đồng Nam Vũ, sao con lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với Trường An? Nam Vũ nhíu mày, đến giờ cha mẹ hắn vẫn muốn gả Nam Tinh cho Lâm Trường An, khó khăn lắm Nam Tinh mới đính hôn được với vị nhà họ Chu kia, nhưng trong đầu cha mẹ vẫn ấp ủ ý định đấy. Qua vài phút nói chuyện, người hầu cầm túi trường lạnh chạy lại, đắp lên tay Lâm Trường An, mẹ Nam nhịn không được nói, Tinh Nhi, việc này là con sai, còn không mau xin lỗi. Lâm Trường An khôi phục lại bộ dáng nho nhã lúc trước, cười nói nam tinh cũng không cố ý không cần xin lỗi nam mẫu lắc đầu con bé làm sai đương nhiên phải xin lỗi câu nói vừa dứt nam vũ đột nhiên chật một tiếng nhìn lâm trường an anh đã không cần lời xin lỗi vậy muộn thế này rồi còn không chịu về à hắn không chút khách khí đuổi người ba nam quát lớn nam vũ nam vũ bất vi sở động ngón tay sờ đầu mũ lưỡi trai chỉnh nó chết lên trên một chút để lộ khuôn mặt đẹp trai vốn có. Lâm Trường An cố gắng duy trì nụ cười cứng đờ trên mặt, suýt chút nữa không cười nổi, chủ nhà đã đuổi người, hắn còn mặt mũi nào ở lại nữa chứ, bác trai bác gái, cháu về trước. Mẹ Nam bước đến bên người Nam Tinh, muốn nói cái gì, nhưng còn chưa mở miệng, Nam Tinh đã nghiêng đầu, tò mò hỏi. Bà thật là mẹ ruột của tôi à? Dứt lời, Nam Mẫu sửng sốt, bước chân không hiểu vì sao mà lùi lại hai bước, không dám đối diện với ánh mắt của nam tinh cái, cái con bé này, đang nói mê sản gì đấy. Không khí bắt đầu có chút xấu hổ, nam tinh quan sát vẻ mặt của mẹ nam, không nói gì nữa, xoay người rời đi, nam vũ nhíu mày, nhìn theo phương hướng nam tinh rời đi, không nhận ra, chị gái của hắn còn rất dễ giận a, à, vừa nghĩ vừa đem tai nghe điện thoại đeo vào, quay về phòng, hoàn toàn mặc kệ ba người còn đang xấu hổ, tầng 18 khách sạn Cảnh Hoàng, trong phòng chỉ có đúng hai người là Quyền Tự và Tống Cảnh Hiên, bầu không khí ngại ngùng bao trùm, Tống Cảnh Hiên lúng túng, suýt chút nữa muốn co giò. Bỏ chạy, Quyền Tự ngồi trên sofa, trụ mắt không biết đang nghĩ gì, cảnh tượng yên tĩnh không kéo dài quá lâu, vài phút sau, trợ lý Bạch Vũ mở cửa phòng, nhận lấy một cái USB từ tay vệ sĩ, sau đó, một hình chiếu được phóng lên trên bức tường màu trắng thuần. Trong hình, đúng là khung cảnh nam tinh và quyền tự gặp nhau, thân thủ nam tinh nhanh nhẹn, trực tiếp nhảy từ tầng trên xuống, cuối cùng đáp xuống cạnh bồn hoa, ông quyền tự ngã xuống sàn, trong căn phòng này không có camera, nhưng ngoài cửa và ban công, phàm là mấy chỗ có thể tiến vào phòng camera đều có thể chụp được đầy đủ. 360 độ không có góc chết, đây là một đoạn video rất ngắn nhưng Tống Cảnh Hiên càng xem càng khiếp sợ. Người con gái thần bí này từ đâu nhảy ra vậy, tuy trong lòng gợn sóng mãnh liệt, nhưng hắn rất có tự giác không hỏi chuyện của nam tinh, cảm xúc hiện tại của quyền tự nhìn qua thực không ổn định, tốt nhất không nên nghiên cứu kỹ lưỡng làm gì, đoạn video trên tường rốt cuộc chấm dứt, sau lại lặp đi lặp lại, con người màu xám nhạt của quyền tự nhìn chăm chú, qua một lúc lâu, cánh môi đỏ sẫm của hắn chợt cong lên một độ cong không mấy rõ ràng, tâm tình không tồi, những tơ máu trong mắt cũng rút đi không ít. Lười biến ngã người vào sofa, nhìn chầm chầm đoạn video, không biết nhìn được bao lâu, Tống Cảnh Hiên không nhìn được, thấp giọng khụ một tiếng, chú tính ở lại đây, chẳng lẽ là vì cô ấy. Người đàn ông không nói chuyện, Tống Cảnh Hiên biết, mình đoán đúng rồi mà cũng chẳng cần đoán, chỉ cần nhìn sơ qua là biết, Tống Cảnh Hiên dừng một chút, nói, đám người đang đuổi bắt chú đã biết chú ở đây, nếu không chúng ta đổi chỗ ở khác. Giọng nói vừa dứt, rốt cuộc hấp dẫn được sự chú ý của người đàn ông trên sofa chỉ là Đáp lại là câu trả lời từ chối của người đàn ông, "Ở đây đi, không đi đâu hết." Tống Cảnh hiên chép miệng, xong cũng không nói gì nữa, sáng sớm hôm sau, Nam Tinh bị đánh thức bởi một chuỗi dài tiếng chuông điện thoại, vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng nói sốt ruột ở đầu bên kia, "Nam Tinh, cô đang làm gì?" "Sao còn chưa đi học?" "Bây giờ đi đây." Người bên kia lại nói, "Chị Kiều Kiều và chị Chu Ni kêu cô mang nhiều tiền đến." Dứt lời, Cuộc gọi kết thúc, nam tinh ngồi ở góc giường, nhìn đồng phục đặt ở đầu giường, trong chốc lát trầm mặt, năm nay nguyên chủ mới được 17 tuổi rưỡi, đang học năm ba ở một trường trung cấp tế thành, nghỉ xong, rời giường, đến trường, hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng chan hòa. Chương 7 Có giao không? Nguồn Mê truyện audio.com Editor Kiều tí nam tinh mặc một chiếc váy xếp ly màu đen, bên trên là áo sơ mi có thắt nơ con bướm màu đỏ, mái tóc hơi cong thả xuống, khí chất lạnh lùng, dáng vẻ xinh đẹp thu hút tầm mắt của không ít người, trên lưng cô đeo cặp sách, chậm rãi đi đến trường nhất trung ở Tề Thành, còn chưa vào trong đã bị một cô gái cũng mặc đồng phục của trường nhất trung ngăn lại, con gái đó nhíu mày, nhịn không được oán giận nói, sao bây giờ cô mới tới? Vừa nghe giọng, Nam Tinh đã nhận ra đây là người con gái đã gọi điện thoại cho cô, cô gái này vẫy vẫy tay với Nam Tinh, Mau đi theo tôi, chị Kiều Kiều đã đợi cô rất lâu rồi. Nói xong, cô gái tiến về trước hai bước, song nhận ra nam tinh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô gái nhíu mày, giọng nói đề cao không ít, cô đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi. Có mang tiền theo không? Trong lời nói bao hàm cả ngữ khí ra lệnh, giống như một người từ trên cao nhìn xuống. Nam tinh ngẩng đầu, nhìn cô ta. Sau đó, nhắm mắt theo đuôi đi theo cô ta tới ngõ nhỏ, vừa tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng hai nữ sinh đối thoại, chắc. Chỉ có ít tiền thế thôi. Mày là ăn mày à? Ô ô ô ô ô không, không có tiền. Một cô gái mặc đồng phục của nhất trung bị một đám người gồm cả trai lẫn gái vây quanh, người cầm đầu là một đại tỷ cũng mặc đồng phục nhất trung, váy ngắn sách cao, lộ ra đôi đùi trắng như tuyết, khuôn mặt trang điểm rất đậm nhưng rất xinh đẹp, hai tay vòng trước ngực, mặt mày toát lên dáng vẻ kiêu ngạo bức người, rất nhanh, có người nhắc nhở đại tỷ cầm đầu, chị Kiều Kiều, nam tinh đến rồi. Vừa dứt lời, chị Kiều Kiều đó quay đầu lại, hai người liếc nhau, Lâm Kiều Kiều đánh giá nam tinh từ trên xuống dưới, sau đó nheo mắt lại, đêm qua, là cô bẻ gãy ngón út của Chu Ni. Nói xong, tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn nam tinh, cô gái vừa mới ghé vào góc tường khóc lóc lập tức không dám phát ra âm thanh, giống như rất hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn Nam Tinh, ánh mắt tỏa sáng. Lâm Kiều Kiều dừng trước mặt Nam Tinh, khinh thường cười lạnh một tiếng, chu ni thế mà lại thua cô, thật ngu ngốc mà. Dứt lời, bè lũ của Lâm Kiều Kiều nháy mắt đã túng tụng vào bao quanh Nam Tinh, một con kiến cũng không chui lọt, Lâm Kiều Kiều được chúng tinh phủng nguyệt, tựa như nữ vương cao ngạo chiểm trệ trên cao, mang tiền không. Nam Tinh cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc váy xếp ly mà mình đang mặc, chậm rì rì đưa tay sửa sang lại, Lâm Kiều Kiều thấy nam tinh không nói lời nào, tưởng rằng cô đang sợ hãi, ngữ điệu châm chọc càng đậm, việc cô quyến rũ anh chu mạc, quên rồi sao? Lâm Kiều Kiều từng bước ép sát, vì thế, cô nghĩ anh chu mạc sẽ vừa ý cô à? Vừa nói vừa vươn tay muốn tác nam tinh một cái, bang, tay bị nam tinh nắm lấy, Lâm Kiều Kiều sửng sốt, cô dám tránh. Nam tinh trừng mắt nhìn, ngữ điệu nghiêm túc, tôi không những dám tránh mà còn dám đánh cô giữa lúc dằn co thế này ngoài ngõ nhỏ bỗng xuất hiện vài người vệ sĩ áo đen một đám lưng hùng vai gấu thân thể khỏe mạnh đảo mắt vây quanh nam tinh tình huống đột ngột xảy ra làm cho tất cả mọi người choáng váng dáng vẻ đối phương vạm vỡ rất dễ liên tưởng đến xã hội đen nhất thời khiến cho đám người lâm kiều kiều sợ tới mức không dám hó hé một tiếng nào đúng lúc này một giọng nói chậm rãi vang lên nam tinh tiểu thư nam tinh nghe thấy tiếng gọi quay đầu nhìn lại là một người đàn ông đeo kính đen mặc âu phục màu đen cô nghĩ ngợi một lúc người này là trợ lý của quyền tự bạch vũ bạch vũ đưa tay đẩy gọng kính nam tinh tiểu thư có cần chúng tôi giúp đỡ không ánh mắt bạch vũ lướt qua đám người lâm kiều kiều lâm kiều kiều đối với người xa lạ bất thình lình nhảy ra này không có cách nào nhưng vẫn to gan mở miệng mấy người muốn làm gì tôi nói cho mấy người biết ba tôi là chủ tịch tập đoàn lâm thị mấy người dám động tới tôi ba tôi nhất định sẽ không tha cho mấy người bạch vũ cười cười tề thành lâm thị lâm kiều kiều thấy bộ dáng bạch vũ không thèm để ý bèn tăng thêm cảnh giác cô ta hung tợn liếc mắt nhìn nam tinh thật không ngờ nam tinh còn nhận thức một nhân vật như vậy khí thế đối phương rào rạc cô ta đương nhiên không dám lấy đá chọi đá sau đó khí phách hiên ngang nói với nam tinh một câu cô chờ đó cho tôi tiếp đó liền muốn rời đi, kết quả vừa quay người, tóc đã bị người ta túm lại, giọng nói nam tinh thản nhiên, ai cho cô đi. Nói xong, túng tóc Lâm Kiều Kiều, kéo người cô ta về chỗ cũ, Lâm Kiều Kiều chật vật lùi về sau vài bước, cô muốn gì? Tầm mắt nam tinh đảo qua một vòng, cuối cùng rơi xuống người Bạch Vũ, có dao không? Lạch cạch, một con dao bấm được đặt vào tay nam tinh, ánh mắt Lâm Kiều Kiều co rụt, sắc mặt có chút tái nhợt nam, nam tinh, cô muốn làm gì? tôi nói cô biết, ba tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nam Tinh cúi đầu, túm lấy những sợi tóc đen của Lâm Kiều Kiều, quấn quanh cổ tay mình vài vòng, lúc trước dùng tàn thuốc làm bỏng tôi, Chu Ni là chủ mưu, cô là đồng lõa. Chung Quy vẫn nên cho cô cải thiện trí nhớ. Dứt lời, cạch một tiếng, giơ tay chém xuống, những sợi tóc bị cắt đứt rơi rụng lả tả, Lâm Kiều Kiều sợ tới mức kêu thành tiếng ca. Giây tiếp theo, sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, Lâm Kiều Kiều nhìn mặt đất toàn là tóc đen, sắc mặt đỏ lên, phản phất bị nhục nhã vô cùng, muốn nói cái gì, nhưng lại sợ đám người bạch vũ, e ngại khiến cho cô ta một câu cũng không nói ra được, còn đâu ngạo khí như vừa rồi, cô ta khuất nhục túng chặt váy ngắn, móng tay hung hăng ghim vào da thịt trong ngõ nhỏ, một mảnh yên tĩnh, cuối cùng. Lâm Kiều Kiều được đám hồ bằng cẩu hữu của cô ta mang theo chạy trốn, một đám người bị kinh. Hách, một chữ cũng không dám nói, chỉ dám cúi đầu chạy rất nhanh trong ngõ nhỏ chỉ còn lại nam tinh và bạch vũ nam tinh nghi hoặc có việc gì không bạch vũ phục hồi tinh thần ho nhẹ một tiếng thiếu gia muốn gặp cô hắn ở gần đây bạch vũ cười gật đầu nói nam tinh tiểu thư mời đi bên này nam tinh đi theo sau bạch vũ chậm rãi đi vào một ngõ nhỏ khác khi đi ngang qua đám vệ sĩ mơ hồ ngửi được mùi máu tươi giống như vừa mới trải qua một hồi đánh chém mà vừa vào trong ngõ càng đi vào sâu mùi máu tươi càng nồng nặc đợi đến khi cô vào sâu bên trong thì thấy quyền tự mặc một bộ áo ôm thân màu trắng đứng ở góc trong cùng trên người còn dính vết máu đằng sau hắn là một bàn tay bị con dao găm lên tường trên tường kia cũng chỉ có một bàn tay đó máu đang chảy ra quyền tự mở mắt trong mắt đầy rẫy những tơ máu lệ khí còn chưa tan hết dáng người ốm yếu dù có đeo một cặp kính dày cũng chẳng thể che khuất đi được sự ngoan độc còn chưa biến mất kia, một góc khác trong ngõ, có mấy bộ đội đặc công đang nâng người ra ngoài, tống cảnh hiên mặt quần áo lòe lòe, từ trên xe loạn choạng bước xuống, cầm trong tay chiếc kính đen, cười sáng lạn, chú thật là một chiêu bài sống nha, đi tới đâu cũng có người bám theo đến đó, mấy việc truy vết đều có thể bỏ qua, chỉ cần bám theo chú là bắt được tội phạm rồi. Nếu một ngày nào đó tìm thấy hang ổ của bọn chúng, chú sẽ thành thần trợ công. Tống Cảnh Hiên nói xong, chớp mắt nhìn thấy Nam Tinh. Chương 8 Đóa hoa này trông rất giống cô. Nguồn Mê truyện audio.com Editor Kiều tiếp thấy trên người Nam Tinh còn mặc đồng phục, nhịn không được sờ sờ cái trán, chật. Cảnh tượng máu me thế này bị mầm non của tổ quốc nhìn thấy rồi, đóa hoa nhỏ này chắc không bị dọa sợ đấy chứ, nghĩ vậy, tống cảnh hiện vội vàng trắng ngang tầm mắt của Nam Tinh, cười hì hì tiểu bằng hữu sợ hãi à chú có vài viên kẹo ăn xong rồi thì đi học đi nhé tống cảnh hiên coi nam tinh như đứa thiểu năng mà dỗ ngọt đợi khi đến gần tống cảnh hiên nhìn khuôn mặt của nam tinh do dự một lát tiểu bằng hữu chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ nhìn cháu quen mắt quá hắn quan sát nam tinh từ trái qua phải tống cảnh hiên thấy nam tinh không nói lời nào hệt như cái đầu gỗ nói thầm một câu này sẽ không bị dọa ngu đấy chứ vừa nói vừa lấy kẹo trong túi ra bốc đưa cho mầm non của tổ quốc tống cảnh hiên nở cụ cười tự nhận là hiền lành thân thiện tiểu bằng hữu không cần sợ chú không phải là ông chú quái gỡ đâu cháu xem cháu xem chú là cảnh sát chuyên đánh người xấu nói xong lấy ra thẻ công tác của mình nam tinh nhìn viên kẹo lại nhìn hắn nâng tay chọc rơi viên kẹo giọng điệu nghiêm túc tốt nhất chú nên đi kiểm tra lại não đi nghe vậy Nụ cười trên mặt Tống Cảnh Hiên cứng lại, quyền tự cầm một chiếc khăn tay màu trắng, chậm chạp lau ngón tay, lông mi đen dài rũ xuống, lệ khí được thu liễm chỉ còn cảm giác lạnh lùng xa cách, ánh mắt nam tinh nhìn về phía quyền tự, anh tìm tôi. Quyền tự khựng lại, con ngươi màu xám nhạt đối diện với ánh mắt cô, sau đó, hắn nâng tay ý bảo, lại đây. Giọng nói càng càng lộ rõ vẻ mỏi mệt, nam tinh đứng tại chỗ một lúc, rồi từng bước từng bước đi qua, dừng trước mặt hắn, giây tiếp theo hắn đột nhiên vương tay nắm lấy cánh tay cô kéo cô lại gần cánh môi quyền tự hiện ra ý cười tia sáng trong mắt rất nhanh lộ rõ vốn nghĩ chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn vốn cho rằng là do hắn bị tiêm thuốc an thần vào người cộng thêm cơ thể đã rất lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ làm cho cảm quan suy nhược nên mới có thể ôm cô mà ngủ nhưng xem chừng hiện tại không phải vì thế cơ thể của hắn quả thật không bài xích cô quả thực muốn tới gần cô hắn sáp lại gần cô mơ hồ mang theo cảm giác áp bách, hơi thở đạm mạc trên người tan đi không ít. Nam tinh không biết hắn định làm gì, lui về sau vài bước, kết quả người nào. Đó lại tự động tiến về phía trước, từng bước kề sát, đôi mắt tống cảnh hiên trừng lớn, quyền tự bị sao thế này. Bị kê thuốc, thế nhưng, cảnh tượng này thật quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu rồi, bỗng nhiên, ánh mắt hắn co rụt lại, thoáng cái đã nhớ ra cô gái này là ai đây không phải là cô gái đêm qua sao vậy mà còn là học sinh có thể nhảy từ trên tầng cao nhất xuống mà vẫn an toàn thân thủ này lá gan này những học sinh khác không thể so được tống cảnh hiên một bên cân nhắc một bên càng thêm quan sát kỹ lưỡng nam tinh nếu như thu cô ấy vào trong bộ đội nam tinh nhìn quanh trái phải thấy quyền tự càng dựa sát vào người cô nhìn không được vươn tay chống ngực hắn đẩy người cách xa xa một chút tuy rằng cô không chán ghét hương vị nước sát trùng trên người hắn, nhưng người này không thể cứ được một tấc lại tiếng một thước như vậy được, anh đến tìm tôi, để đòi nợ à. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cái vòng cổ, chiếc vòng cổ này có màu bạc và màu đen đang chéo tạo thành, chỗ giao nhau giữa hai màu là mặt dây chuyền, đó là một đóa hoa nhỏ màu bạc, bên trên bông hoa còn có một hạt châu màu đen, bề ngoài hạt châu không được dễ nhìn cho lắm, lồi lõm như bị một cái dây mây quấn quanh vậy, tiếng va chạm đinh linh đinh linh vang lên, dây tiếp theo, vòng cổ được đeo vào cổ Nam Tinh, cô cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc vòng này. Chiếc vòng này hoàn toàn không phù hợp. Để nữ sinh đeo, bên trên đóa hoa nhỏ màu bạc là viên hạt châu đen, cứ gây cho người ta cảm giác quái dị. Nam Tinh vân vê viên hạt châu kia, thật thần kỳ, rất thích hợp với gu thẩm mỹ của cô, lời từ chối đến bên miệng, dừng một chút quyền tự nhận ra cô rất thích, hắn chậm rãi tới gần, cúi đầu đặt tráng lên trán nam tinh, khoảng cách giữa hai người quá gần, tư thế ái muội, hắn đè thấp giọng, đóa hoa này giống cô. Nam tinh ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó lùi về sau mấy bước, quyền tự nhìn vòng ngực mình, ngực đột nhiên vắng vẻ, mí mắt giật giật, nhưng cũng không nói gì, nam tinh sờ túi tiền mấy phút, lấy ra một cái thẻ ngân hàng, trong thẻ có một vạn, không có mật mã, mua chiếc vòng cổ này. Dứt lời, đưa thẻ ngân hàng cho quyền tự, nam tinh cúi đầu, lại nhìn thoáng qua vòng cổ, chiếc vòng này, được chế tác rất tinh tế, cô không rõ về mấy thứ trang sức châu báu, nhưng đã trải qua một đời người tiếp xúc khá nhiều, cái đáng giá nhất của những vật phẩm trang sức, đều cất trong từng chi tiết, dừng một chút, lại hỏi một câu, có đủ không? Quyền tự nhìn chăm chú nam tinh một lát, trong đôi mắt không biết đang nghĩ cái gì. Thật lâu sau, vẫn vương tay cầm lấy thẻ ngân hàng, đáp lại, đủ. Tống cảnh hiên hít mắt, từ xa nhìn chầm chầm vòng cổ của nam tinh, sao cứ thấy quen quen vậy nhỉ? Dường như đã từng thấy qua, nam tinh nhìn thoáng qua di động, gần đến giờ lên lớp, bị muộn rồi. Nói xong, lưng đeo cặp sách trời đi ngõ nhỏ, chờ nam tinh đi xa, trong ngõ đã được quét tước sạch sẽ, tống cảnh hiên huyết trợ lý bạch vũ một cái, món đồ đấy, hình như tôi từng thấy ở đâu rồi thì phải. Bạch Vũ đẩy khung kính là tác phẩm Bụi gai cùng hoa của khô một đại sư. Tống cảnh hiên nheo mắt, như thể nhớ tới cái gì là món đồ chơi hắn dùng 380 vạn mua được vào 2 năm trước. Bạch Vũ gật gật đầu, biểu tình tống cảnh hiên quá dị, chẳng phải hắn rất thích món đồ đó hay sao? Một vạn đồng tiền đã bán rồi. Bạch Vũ lắc đầu, không nói gì, tống cảnh hiên liếu lưỡi, một thân quần áo lòe loẹt lộ ra vẻ bất cần đời, chậm rãi đi tới trước mặt quyền tự, nếu chú không thích, cho anh A, bán đi với giá một vạn đồng tiền có khác gì ném đi đâu quyền tự liếc mắt nhìn hắn thanh âm khàn khàn đi thôi thời gian ngắn ngủi trong ngõ nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ trên vách tường một vết máu hay một dấu vết đánh nhau đều không có chỉ có gió thổi qua mùi máu tươi còn chưa tan hết rất nhanh bóng dáng ba người cũng khuất xa nhất trung tề thành lớp học năm ba nam tinh cầm cặp sách bước vào chợt nghe âm thanh mấy cô gái trong lớp liếu ríu thảo luận qua nam đoàn thiên không quá đẹp trai rồi a a a a a Tâm hồn thiếu nữ của tôi đã bị đánh cắp a. Mẹ ơi, Nam Vũ đẹp trai quá. Lớn lên đẹp thế này, muốn người khác sống sao đây? Khiêu Vũ cũng rất đẹp, hát rất hay. Ô ô ô ô thật muốn hôn một cái a. Nam Tinh vừa mới ngồi vào chỗ, tiếng ồn ào ầm ĩ của mấy cô gái theo đuổi idol vang lên khắp nơi, cô đặt cặp sách lên bàn, lấy sách ra, xung quanh truyền đến âm thanh tiếc hận, đáng tiếc a, Nam Vũ nhà chúng ta không thích bị phan bám riết không thích thu lễ vật, cũng không thích ký tên. Muốn được hắn ký tên cho một lần a. À. Cô đừng có mơ, người cao lãnh như khoai sọ, vốn không thích tiếp xúc với Phan, cô gặp còn chẳng gặp được thì lấy đâu ra bản chữ ký chứ. Vừa dứt lời, Nam Tinh lấy ra một sấp giấy, trầm bảy tám bản chữ ký của Nam Vũ từ trong sách rơi xuống. Chương 9 Chị gái tôi hơi ngốc Nguồn Mê truyện audio.com Editor Kiều Tiếu bên phía nam tinh truyền ra động tĩnh, tức khắc những người trong lớp nhất trí nhìn về phía cô, những cô gái còn đang thảo luận về idol đột nhiên an tĩnh, ánh mắt đồng loạt nhìn chầm chầm bản chữ ký rơi xuống đất, lúc đó, điện thoại của nam tinh vang lên tiếng tích tích tích, quy chát của nam vũ hiện lên, thấy món đồ em để lại cho chị không? Nếu không có bạn tốt thì đem những thứ đó phát tán đi. Nam tinh cúi đầu đọc xong tin nhắn, nhặt những tấm hình dưới đất lên, tiện tay để lên mặt bàn, sau đó nhắn lại, Ừ, nguyên chủ mới đến học ở nhất trung tề thành không lâu tính cách hướng nội yếu đuối hơn nữa thường xuyên bị lâm kiều kiều và chu ni bắt nạt nên trong trường không có lấy một người bạn tốt những nữ sinh bên cạnh bắt đầu túng tụng ríu ríu thảo luận tầm mắt quét qua quét lại chỗ ngồi của nam tinh a à, mấy tấm đó là hình nam vũ đúng không trên đó là chữ ký của nam vũ tiểu ca ca giả chăng cô ta lấy đâu ra nhiều bản chữ ký thế không là thật tớ từng thấy chữ ký của khoai sọ rồi rốt cuộc có người nhịn không được thò qua hỏi nam tinh sao cậu có được mấy bản chữ ký này thế nam tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua có người tặng tặng đây đây là chữ ký của nam vũ tiểu ca ca à nam tinh chớp chớp mắt tiểu ca ca tuổi của hắn nhỏ hơn cậu mà ngữ khí của nam tinh nghiêm túc không giống đang nói đùa làm cho người nọ thoáng chốc ngại ngùng, Nam Tinh thấy nữ sinh kia có vẻ xấu hổ, mở miệng, muốn. Đôi mắt cô gái trừng lớn, ánh mắt hy vọng. Được chứ? Nam Tinh gật gật đầu, được. Nói, liền lấy một tấm hình đưa qua, có người thứ nhất ắt sẽ có người thứ hai, thứ ba, thực mau, tám bức ảnh đều phân phát hết, bởi vì bản chữ ký này mà lớp học rối loạn, các bạn học nam biểu môi, khinh thường nhìn lại, cái người tên Khoai sọ đó có đẹp trai thế không? Một bản chữ ký thôi có gì hiếm lạ chứ, cho ít tiền là có thể mua được rồi." Bạn học nữ ngồi cùng bàn với Nam Tinh, vốn dĩ đang cúi đầu học tập, nhận thấy tiếng ồn bên cạnh càng lúc càng lớn, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, vừa lật sách vừa mở miệng, "Chữ ký rất dễ làm giả, đừng để bị lừa." Nam Tinh nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn, cô cũng thích. Đáy mắt bạn cùng bàn lộ ra vẻ khinh thường, nhẹ nhàng cười, "Bản chữ ký thật mới có giá trị lưu niệm." Nói xong, ánh mắt lại nhìn vào sách giáo khoa, châm chọc nói có bản lĩnh làm giả mấy thứ này, chi bằng nghĩ cách để nâng cao thành tích bản thân đi, đường ngang ngõ tắt vô dụng. Mí mắt nam tinh khẽ nhíu, ngón tay cầm lấy bút bi trên bàn, nhẹ nhàng ấn hai cái, cậu là niên cấp đệ nhất, người đứng đầu khóa học. Bạn cùng bàn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía nam tinh, cái gì? Nam Tinh nhìn bài thi 85 điểm của cô ta, điểm này còn kém điểm của niên cấp đệ nhất khá xa có thời gian thì nên tự chú ý bản thân thì hơn. Lời này của cô nghiêm túc lại thật lòng, dứt lời, khuôn mặt của bạn cùng bàn lập tức đỏ lên, cậu. Bộ dáng thẹn quá hóa giận cộng với lòng tự trọng bị đã kích, hai mắt đỏ bừng, cũng may lúc này, chung đi học vang lên, cô giáo dạy ngữ văn đi vào, trong lớp dần an tĩnh lại, bạn cùng bàn không nói gì nữa, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn nam tinh, một bên khác. Hậu trường sân khấu, Nam Vũ vừa biểu diễn xong đi xuống sân khấu, do nguyên nhân tạo hình nên khuôn mặt thanh lãnh còn mang theo vẻ lạnh lùng nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý nhanh chóng lướt xem tin nhắn đằng sau các phan điên cùng hô to tên hắn hận không thể hết bay nóc nhà các thành viên còn lại của nam đoàn cũng đi xuống sân khấu ông lấy bả vai nam vũ nhìn gì mà chăm chú thế nam vũ nhếch miệng chị gái tôi hơi ngốc hình như bị bạn cùng trường bắt nạt thành viên đó thò lại gần nhìn thoáng qua cậu muốn hỗ trợ nhưng cậu không đi học a à, cho dù giúp một lần cậu cũng không thể khiến người ta dừng bắt nạt chị ấy không chừng còn bị bắt nạt thảm hơn nam vũ gật đầu hắn đang suy xét tới vấn đề này cho nên tôi để lại mấy tấm ảnh có chữ ký cho chị ấy để làm gì hối lộ bạn học thành viên kia chép chép miệng cái chiêu không biết xấu hổ đó cậu cũng nghĩ ra nam vũ nhún vai dùng được là được nhìn tin nhắn nam tin nhắn lại hẳn là hữu dụng nghĩ như vậy nam vũ duỗi tay cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh đội lên đầu rời đi cùng trợ lý và các đoàn đội thành viên chạy tới sân khấu tiếp theo nam tin ngồi trong lớp nghe hết chương trình học của buổi sáng sách trong tay lật liên tục vừa đến giờ tan học xung quanh cô trở nên rất náo nhiệt a à, nam tin cậu lấy đâu ra bản chữ ký này đấy a à, nam tin cậu còn có không chỉ có mấy tấm này thôi sao Tới nhờ người đem bản chữ ký này ra tiệm giám định rồi, nó là thật, thật là chữ ký của Khoai Sọ. A a a a a a, trời ạ, à, đây là may mắn từ đâu tới a? À, bản chữ ký từ trên trời rất xuống. Nam tin thật quá tốt rồi. đương nhiên, mấy người được cầm bản chữ ký thật trong tay rất vui vẻ. Còn mấy người không được thì tỏ vẻ hoài nghi, không tin lắm, 80 là bắt trước. Đúng vậy. Khoai Sọ rất ít khi ký tên làm sao nam tinh lấy được nhiều bản chữ ký như thế? Mấy trò này chỉ lừa được mấy người không biết gì. Còn dám nói theo đuổi thần tượng, chữ ký của idol mình thế nào còn không biết. Hơn nữa, nam tinh chẳng phải mới từ viện phúc Lợi chuyển ra sao? Cô ta lấy đâu ra nhiều bản chữ ký thế? Không lẽ do khoai sọ đi viện phúc lợi làm công ích đưa cho? Lời trong lời ngoài, âm thầm trào phúng, cũng may ầm ỉ không lâu, chuông vào học vang lên, lúc này mới gián đoạn những lời khắc khẩu tiết này là tiết toán thầy giáo dạy toán là một người đầu hói đeo một chiếc kính mắt trên mặt để một chòm râu nhỏ mới bước vào lớp thầy dạy toán cầm một bài thi đi tới trước mặt nam tinh giọng nói của thầy ý vị thâm trường bài tập sáng hôm nay do trò làm nam tinh nhìn lướt qua tên dạ trong lớp một mảnh yên tĩnh ánh mắt nhất trí nhìn về phía nam tinh giây tiếp theo thầy giáo đột nhiên lấy ra một tập giấy đề thi giống nhau như đúc âm thanh có chút hung dữ, làm lại một lần cho thầy xem xem. Bạn cùng bàn cười ra tiếng, phản phất thầy giáo đang ở trước mặt các bạn học khác khiến cho Nam Tinh bị bẻ mặt, giúp cô ta thoải mái hơn nhiều, Nam Tinh cầm lấy bút, bắt đầu làm, làm cực nhanh, chẳng mất bao lâu đã điền xong, thầy giáo cầm lấy bài thi, nhìn câu hỏi cuối cùng, híp híp mắt, câu hỏi cuối cùng này, để cả nửa trang giấy cho trò viết cách làm, thế mà trò chỉ điền đáp án. Trò cho rằng trò đang chơi trò điền số à? Nói dứt câu, những tiếng cười cợt từ các bạn trong lớp bắt đầu vang lên, nam tinh lắc đầu, đáp án không điền lung tung, là đáp án đúng. Thầy toán học trước hết là đọc kỹ lại đề, sau đó nhìn chầm chầm nam tinh, nhanh thế đã giải ra. Tính nhẩm. Thầy giáo nhìn nam tinh từ trên xuống dưới, chẳng lẽ, để sót một tiểu thiên tài, nhưng như thế này có phải là thiên tài quá rồi không? Nếu còn sống an cũng chưa chắc giải ra trong thời gian ngắn như vậy người nào đó chậm rì rì nói, đáp án đã học thuộc. Sắc mặt của thầy giáo cứng đờ. Chương 10 Sắp có kết quả trận đấu chưa? Nguồn Mê truyện audio com Editor Kiều tiếu quyển sách trong tay thầy giáo dạy toán suýt chút nữa ném vào người nam tinh, giận không thể ác, trò làm xong rồi học thuộc lòng. Trò biết chữ nghiêm túc làm bài viết thế nào không? Thầy dạy toán bắn xong, thấy Nam Tinh cúi đầu nắm cây bút bi không nói lời nào, trông đáng thương kỳ lạ, thầy giáo sờ cái đầu hói của mình, ho khang một tiếng, trò mới chuyển đến không lâu, có lẽ không theo kịp chương trình học, thầy biết trò đang rất cố gắng, chú ý nỗ lực thêm chút nữa là được. Nam Tinh ngẩng đầu, tuy rằng không biết người thầy này có ý gì, nhưng vẫn lên tiếng, dạ, thầy. vẻ mặt thầy giáo vui mừng, tốt, không tồi. Tiểu Nhạc đệm qua đi, bắt đầu vào học, Nam Tinh cúi đầu lật trang sách trong tay bên tai nghe thấy tiếng cười nhạo của bạn cùng bàn bạn cùng bàn châm chọc khiêu khích nếu nhìn sách cũng có thể học tốt vậy cần đến thầy giáo làm gì nam tinh liếc cô ta một cái không nói gì một buổi học thường ngày cứ thế kết thúc nam tinh đeo cặp sách bước ra cửa lớp vừa mới đặt chân ra ngoài từ xa đã nhìn thấy một người lâm trường an mặc tây trang đứng dựa vào đầu xe ô tô màu đen đổ bên đường kính mắt nạm vàng tôn lên vẻ soái khí nho nhã, kiểu dáng ăn mặc của hắn rất dễ dàng thu hút được sự chú ý của các bạn học, thi nhau ngoái đầu nhìn lại, từ xa lâm trường an nhìn thấy nam tinh, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, nam tinh. Hắn hô một tiếng, sải bước tới, trực tiếp chắn trước mặt nam tinh, nam tinh ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, có việc. Trên mặt lâm trường an luôn treo nụ cười, nhẹ nhàng phong độ, đêm qua, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Thì... Vì vậy có thể cho tôi cơ hội không? Để tôi giải thích một chút. Biểu cảm của Nam Tinh không chút phập phòng, chỉ nhìn hắn một lúc, mở miệng, "Năm nay tôi mới 17 tuổi rưỡi." Lâm Trường An sửng sốt, không hiểu cô đang nói gì, cái, cái gì? "Tính theo pháp luật thì tôi còn chưa thành niên. Muốn hái hoa bắt bướm, đổi người chơi đi, tôi không rảnh." Nói xong, Nam Tinh lướt qua người Lâm Trường An, bước nhanh vào xe đưa đón riêng rời đi lâm trường an đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu mới hiểu ngụ ý của cô cô nhìn thấu ý đồ của hắn cự tuyệt không chút lưu tình lấy lý do là vị thành niên lâm trường an vươn tay sờ sờ khóe môi nhìn hướng nam tinh rời đi cười cười lẩm bẩm mấy tiếng thú vị a à? tiếng nói vừa dứt đằng sau truyền đến tiếng gọi anh lâm kiều kiều được bạn học tiền hô hậu ủng đưa tới rất nhanh dưới ánh mắt hâm hộ của chúng bạn chạy tới trước mặt Lâm Trường An, lòng hư vinh của Lâm Kiều Kiều được thỏa mãn, đứng trước mặt Lâm Trường An, thuận tay khoát tay hắn, làm nũng, anh, anh đang nhìn gì thế? Vừa rồi anh nói chuyện với Nam Tinh à? Nói đến câu sau, khẩu khí của Lâm Kiều Kiều bỗng không tốt, mày Lâm Trường An nhíu lại, lực chú ý rơi xuống người em gái, em rất thân với Nam Tinh. Lâm Kiều Kiều nắm chặt tay, lập tức phản bác, sao em có thể thân với con ả tiện nhân đấy được? Lâm Trường An nhận thấy sự phẫn nộ trong lời nói của em gái, nhưng điểm chú ý của hắn lại ở trên tóc của cô ta, sao tóc của em lại ngắn thế này? Sao mắt lại hồng thế? Vừa khóc, vừa hỏi xong, Lâm Kiều Kiều lập tức đỏ bừng mắt, nắm chặt tay, cắn chặt răng, hung tợn nhìn chầm chầm hướng nam tinh vừa rời khỏi anh. Hết thảy đều do nam tinh dở trò quỷ. Anh nhất định phải báo thù cho em hả giận. Vừa nói vừa dậm chân, Lâm Trường An ôm lấy bả vai Lâm Kiều Kiều, trong mắt hiện lên ánh sáng tối tăm, nam tinh này, quả thực mình đầy mũi nhọn. Nhưng mà, muốn khi dễ em gái anh, sao anh có thể ngồi yên nhìn em bị bắt nạt được. Vừa dỗ ngọt vừa dẫn Lâm Kiều Kiều đi, sự ủy khuất và nước mắt trong mắt Lâm Kiều Kiều nháy mắt tan đi, ngược lại trở nên cao hứng, anh. Anh tính báo thù cho em thế nào? Anh đã có cách nam tinh về tới nhà nam phụ đi công tác nam mẫu cũng theo sau nam vũ đi diễn trong nhà ngoài người hầu thì không còn ai khác về đến nhà notebook trên bàn đặt ở phòng khách phát ra tiếng tích 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 nam tinh nhìn lướt qua có chút ấn tượng hình như là cái máy tính đêm qua nam vũ để quên trong phòng khách máy tính điên cuồng phát ra tiếng phía sau điện thoại nam tinh vang lên vừa nhận điện thoại câu đầu tiên nghe được là chị về tới nhà chưa là nam vũ gọi điện rồi Tiếp theo, Nam Vũ mở miệng, nhìn thấy Notebook trên bàn không? Giúp em một việc, nói một nửa, không biết bên Nam Vũ xảy ra chuyện gì, lập tức tắt điện thoại, ánh mắt Nam Tinh dừng trên mặt bàn, đi về phía máy tính, nhìn thoáng qua, sau đó ngồi sổng xuống, tay phải cầm chuột, ở trên màn hình nhấn vài cái, đây là một trận đấu kỹ thuật hacker, thiết lập của ngày hôm nay khó hơn hôm qua một chút, là trận đấu thứ hai, trên máy tính chia làm hai vùng lớn, một vùng biểu hiện số hiệu, nền đen chữ đỏ một vùng khác hiển thị bản đồ dạng lưới, có rất nhiều điểm xanh đang hiện ra trên đó. Chẳng mấy chốc tường lửa sẽ bị phá hư, chốt cao sẽ bị chiếm lĩnh, nhìn chầm chầm một lúc, điểm xanh trên bản đồ dần biến thành màu đỏ, trên màn hình của Nam Vũ không hiển thị tên đăng nhập, không phải trận đấu nhân viên, không muốn cho bọn họ giành được quán quân, bàn tay buông chuột ra, do dự vài giây, cô rất ít khi làm mấy chuyện không có tiền công này, cô nhìn điểm đỏ hồi lâu, cuối cùng chậm rì rì vương tay, thôi, để mặt mấy tấm hình có chữ ký của hắn, giúp hắn một lần, bàn tay mảnh khảnh cầm lấy con. Chuột máy, sau đó ấn vài lần chuột phải, bôi đen một đoạn dài các số hiệu, đặt vào vùng bên trái, rất nhanh, căn phòng khách vốn yên tĩnh vang lên những tiếng gõ phím dồn dập, tốc độ tay gõ phím của nam tinh càng lúc càng nhanh, notebook này là đời mới, nhưng phản ứng của số hiệu vẫn có chút chậm chạp, không mấy nhanh nhạy, chẳng biết qua bao lâu, lạch cạch một tiếng, Cuối cùng cô ấn một phím, tường biên đã được khôi phục nguyên trạng. Những điểm đỏ vốn sắp chiếm lĩnh được chốt cao đột ngột dừng lại. Sau đó, không thể tiến gần được nữa, tích 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 tích. Máy tính không ngừng chấn động. Nam tinh nhìn địa bàn bảo vệ sắp bị phá, cô cúi đầu, chậm rì rì chỉnh lại nơ con bướm. Cô đã cài một tầng bảo hộ gồm ba vòng trắng ở chỗ tràn ngập nguy cơ đó. Từng, lúc này mới giống đang thi đấu chứ. Ngày hôm qua trong lúc vô tình nó qua vài lần lúc đó đã cảm thấy thiết trí trận đấu quá đơn giản rồi, đang nghĩ ngợi, điện thoại rung lên, Nam Vũ lần nữa gọi tới. Nam Tinh vừa mở nút loa thì nghe được âm thanh từ bên kia truyền tới, sắp có kết quả trận đấu chưa? Ai đứng nhất thế? Đồ đao hay hắc báo? Nam mặt không có biểu tình gì, Tinh nhìn màn hình, im lặng.